con là con gái của mẹ mà. Ít nhất con cũng phải học được mẹ cách từ chối chứ nhỉ. Làm như vậy thì con được ích gì cơ chứ? Mẹ nói hết ông ta. Mẹ có biết ông ta đe dọa hai mẹ con không? Hay đây lại là ý của mẹ? Thế thì con phải nói cho mẹ biết này, tại sao nói ra những việc này lại không có ích gì cho con ạ? Ít nhất con cũng khiến cho bố con nơi chín suối được yên lòng. Trong cuộc đời này chỉ có một mình bố là yêu thương con vô điều kiện thôi. Thì con có thể đối xử với mẹ thế nào cũng được, nhưng mẹ chỉ xin con đừng để cho em con phải đau lòng. Mẹ xin con đấy. Mẹ đừng lo lắng quá, mẹ mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Ông ta nấu cháo cho mẹ à? Nguội hết rồi này. Để con nấu cho mẹ bát khác. Mẹ yên tâm, con sẽ vẫn là đứa con hiếu thảo của mẹ. Còn những chuyện khác tính sau đi. Mạnh mẽ lên hả? Chú cháu phải làm gì bây giờ ạ? Phụ nữ họ thế cứ toang toác lên rồi đâu lại vào đấy cả thôi. Bà mẹ nào chả yêu con, ngay cả chị cháu cũng thế. Chú đã nói rồi, sự xuất hiện của chú làm cho chị bị tổn thương, vì có cảm giác cái tình cảm bị san sẻ. Nhưng yên tâm, chú đã có cách. Chỉ cần cháu tin chú là được. Cháu tin chú ạ. Ok, thế thì tốt rồi. Mọi việc cứ để chú lo, không phải băn khoăn gì nữa nhé. Mày lảng vảng ở đây làm gì? Em đến tìm anh ạ. Tìm tao? Thằng chó săn. Mày bán tao cho thằng Tấn được bao nhiêu tiền? Không, anh hiểu lầm rồi ạ. Hiểu lầm à? Mày giết tao một lần, bây giờ mày định đến đây để giết tao lần nữa chứ gì? Không ạ. Thằng chó. Lạc nhẹ, tao phải vứt mày cho chó nó ăn. Tao tiếc cái công đã kêu mang mày, thằng phản bội. Anh giận em, anh chửi vậy thôi. Anh đừng có quên, em là thằng duy nhất đến với anh khi ông Bô đang lập viện đấy. Đừng kể mấy cái công chó má của mày. Chính mày
Đã cướp đi cái máy quay của tao, mày cướp đi cái phao cứu sinh của tao. Em mà sống như thế, từ này anh xanh cỏ rồi. Em xuống tay là để che mắt chúng nó, giữ cho anh một mạng sống đấy. Mày đừng có lươn lẹo với tao. Thằng Tấn nó sai mày đến đây làm gì? Chẳng ai sai em cả. Em đến đây là để tìm anh có việc. Tao buông bỏ hết rồi. Lúc thằng Tấn sai em đi cướp bằng chứng, em nghe biết được khi cướp từ tay anh về, em đã đánh cháo một cái máy quay khác đưa cho nó rồi. Thằng Tấn không bao giờ tin em, mà nó không tin thì cũng đúng. Đời em chỉ có một đại ca thôi. Tốt. Tốt. Tao vẫn có một thằng em như mày. Thế cái máy quay đâu? Hả? Máy quay đâu? Tất nhiên em cất nó ở một nơi an toàn rồi. Mày vẫn còn đề phòng tao à? Không, em không đề phòng anh. Thằng Tấn đang cho người truy sát em, cho nên em không thể chủ quan được. Và em biết chỉ có cái máy quay đấy mới cứu được mạng anh em mình. Với cái bằng chứng anh em mình đang có, thằng Tấn không thể không nhẹ tiền ra được. Em cần tiền, anh cũng cần tiền để phục dưỡng ông già. Anh em mình hợp tác. Em không thể sốt đầu đủ tiền được, em cũng không thể mở được cuốn băng đó. Chỉ có anh thôi. Cái gì? 5 tỷ. Nếu không, tao sẽ chuyển ngay cho công an.